lâu rồi. Em mà làm người yêu anh nha. Mai em trả lời nha. Hôm sau. Câu hỏi hôm qua của anh, em hứa hôm nay trả lời đó. Em đồng ý. Sao hôm qua em không trả lời luôn cho gọn? Hôm qua ngày 13, xui lắm. Hôm nay 14, hên hơn nè. 4 năm sau đó, mối tình đầu tan vỡ vào đúng ngày 13. Có lẽ đó là một điềm báo, vì lỡ chọn ngày không may mắn. Kể từ đó, mỗi khi muốn làm việc gì, tôi đều phải coi xem hôm nay có phải ngày 13 không. Dù luôn chọn ngày tốt, giờ tốt để làm những điều quan trọng, nhưng sau nhiều lần tan vỡ, tan rã, nhìn lại những gì đã có, những gì đã mất, những gì còn lại, tôi rút ra một điều rằng ai rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi, cái gì rồi cũng sẽ không còn, chỉ bảo hiểm nhân thọ mãi mãi bên cạnh ta. Thời gian qua đi, tiền rồi cũng hết, việc rồi cũng đổi, người rồi cũng đi, bố mẹ rồi cũng xa, con cái cũng rời. Nhìn quanh chỉ thấy còn sắp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.